quay trở lại với những video bài giảng của cô trong chuỗi những video hướng dẫn các bạn tự học tại nhà trong chương trình tiếng Anh lớp 3 sách giáo dục của Bộ. Và trong buổi học ngày hôm nay, cô và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại kiến thức bài học số 14 và chúng ta sẽ cùng nhau học bài mới, đó là bài học số 15 nhé. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị cho cô bút, vở và sách đầy đủ để chúng ta cùng nhau bắt đầu bài học ngay bây giờ nào. Let's go. Unit 15. Trước khi vào bài học, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại kiến thức của bài học số 14 nhé. Ok. Unit 14. Are there any posters in the room? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại từ vựng nào. Map. Map. Cup. Cup. Sofa. Sofa. Cupboard. Cupboard. Fan. Fan. Mirror. Mirror. Window. Window. Door. Door. Vase. Vase. Desk. Desk. Box. Box. Radio. Tree. Mat. Crayon. One more time. Một lần nữa nhé. Map. Cup. Sofa. Cupboard. Fan. Mirror. Window. Door. Vase. Desk. Box. Radio. Tree. Mat. Crayon. Are there any vases in the room? Yes, they are. Ok, vừa rồi cô đã cùng với các bạn chúng ta ôn tập lại toàn bộ từ vựng của bài học số 14 rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu bài mới nhé. Ok, Unit 15. Do you have any toys? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề đồ chơi nhé các bạn nhé. Let's go. Unit 15. Do you have any toys? Vẫn như thường lệ thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau học và tìm hiểu về phần từ vựng nhé. One, vocabulary. Now listen and repeat. Các bạn hãy cùng nhau nghe, nhắc lại và chúng ta sẽ cùng nhau chép những từ vựng mới nêm vào trong vở nhé. Toy. Toy. Doll. Doll. Teddy bear. Teddy bear. Car. R. Car. Robot. Robot. Puzzle. Puzzle. Yo-yo. Yo-yo. Ship. Ick. Các bạn đọc từ này, các bạn lưu ý cho cô này, chúng ta có tự y ngắn này. Ick. Ship. Ship. Ok. Plane. Plane. Kite. Kite. Drum. Drum. Boat. Boat. Ball. Ball. Bike. Bike. Train. Train. Helicopter. Helicopter. Truck. Truck. One more time. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe và nhắc lại một lần nữa nhé. Okay. Truck. Truck. Helicopter. Helicopter. Train. Train. Bike. Bike. Ball. Ball. Boat. Boat. Drum. Drum. Kite. Kite. Plane. Plane. Ship. Ship. Yo-yo. Yo-yo. Puzzle. Puzzle. Robot. Robot.
car, car, teddy bear, teddy bear, doll, doll, toy, toy. Bây giờ cô và các bạn chúng ta sẽ vừa cùng nhau nhắc lại và chúng ta sẽ giải nghĩa từ vựng nhé. Ok, nghĩa của các từ vựng này là toy ở đây có nghĩa là đồ chơi. Các đồ chơi các bạn có thể nhìn thấy ở đây có rất là nhiều các loại đồ chơi khác nhau đúng không nào? Doll, doll là con búp bê. Teddy bear, teddy bear là con gấu bông đúng không nào? Car, xe ô tô con. Robot, người máy. Puzzle, puzzle ở đây sẽ là miếng ghép, mảnh ghép trong trò chơi xếp hình này các bạn ạ. Yo-yo, con quay. Ship, tàu, cái tàu. Plane, máy bay. Kite, cái diều. Drum, cái trống. Boat, cái thuyền. Ball, quả bóng. Bike, cái xe đạp. Train, tàu hỏa đúng không nào? Helicopter, máy bay gì các bạn nhỉ? Yeah, máy bay trực thăng, đúng rồi. Truck, xe tải. Ok, vừa rồi thì cô cùng với các bạn chúng ta đã tìm hiểu về phần từ vựng của Unit 15, bài học số 15 rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần tiếp theo, đó là phần cấu trúc các bạn nhé. 2. Structure. Ok, chủ đề của chúng ta hôm nay đó là chủ đề về đồ chơi. Vậy nên là các câu hỏi cũng sẽ xoay quanh phần chủ đề đồ chơi này thôi. Trong bài học số 15 này, các bạn sẽ có hai cấu trúc mà các bạn cần phải ghi nhớ cho cô. Cấu trúc đầu tiên đó là chúng ta sẽ hỏi xem bạn của mình có một món đồ chơi nào hay không. Thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho các bạn đó là do you have cộng với mạo từ a hoặc an cộng với tên đồ chơi. Được chưa nào? Và câu trả lời nếu như bạn mình có, nếu như bạn có các bạn ấy sẽ trả lời là yes I do. Nếu như các bạn không có các bạn ấy trả lời là no I don't. Được chưa nào? Ví dụ như bây giờ cô muốn hỏi bạn của cô xem bạn của cô có chiếc xe đạp nào không? Thì cô sẽ hỏi, đặt câu hỏi do you have a bike? Cậu có chiếc xe đạp nào không? Nếu như bạn của cô có thì bạn của cô sẽ trả lời là yes I do. Nếu như không có sẽ trả lời là no I don't. Được chưa nào? Thì ở đây cô có 4 bức tranh. Và ở dưới các bạn lưu ý, để ý giúp cô, ở dưới mỗi bức tranh này cô có để một hình mặt cười và mặt mếu, mặt buồn ở đây để quy ước rằng là nếu như mặt cười thì câu trả lời sẽ là yes, và nếu mặt buồn thì câu trả lời sẽ là no. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi và trả lời về các bức tranh này nhé. Ok, the first picture, do you have a bike? Yes, I do. Do you have a drum? No, I don't. Do you have a yo-yo? No, I don't. Do you have a teddy bear? Yes, I do. Ok, vậy các bạn đã hiểu cách hỏi và trả lời cho phần này chưa nào? Rất là đơn giản thôi đúng không nào? Khi mà chúng ta muốn hỏi xem là bạn của mình có một loại đồ chơi nào đó hay không thì chúng ta chỉ cần đặt câu hỏi là do you have cộng với mạo từ a hoặc an cộng với tên đồ chơi. Ví dụ như ở đây, do you have a, tên đồ chơi đây là bike. Được chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ có cấu trúc thứ hai mà các bạn cần phải ghi nhớ, đó là cách hỏi một người nào đó có món đồ chơi nào hay không. Ví dụ như bây giờ cô muốn hỏi là bạn Nam xem là bạn ấy có bạn ấy có xe đạp hay không, hay là cô muốn hỏi bạn Phong xem là bạn ấy có cái trống nào hay không, có trống hay không, được chưa nào? Thì các bạn sẽ quy ra chủ ngữ cho cô là các bạn nam thì sẽ là he và các bạn nữ sẽ là she. Chúng ta sẽ sử dụng trợ động từ does ở đây để chúng ta hỏi. Cấu trúc sẽ là does he or she have cộng với mạo từ a hoặc an và cộng với tên đồ chơi. Câu trả lời ở đây chúng ta sẽ, nếu như là có thì chúng ta sẽ trả lời là yes cộng với he hoặc là she does, và no cộng với he hoặc she doesn't. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ví dụ của cô nhé. Does he have a bike?
anh ấy có chiếc xe đạp nào không? Đây, các bạn sẽ giống câu hỏi này. Does he have a bike? Yes, he does. Nếu là có. Và nếu không, chúng ta sẽ trả lời là no, he doesn't. Ở đây, cô cũng đã lấy 4 bức tranh ở trên phần đầu. Chúng ta sẽ cùng nhau hỏi và trả lời nhé. Does he have a bike? Yes, he does. Does she have a drum? No, she doesn't. Does she have a yo-yo? No, she doesn't. Does he have a teddy bear? Yes, he does. Okay. Vậy thì ở trong bài học số 15 này, ngoài việc các bạn phải nắm vững cho cô về từ vựng, về các tên các loại đồ chơi ra, thì chúng ta còn phải nắm vững cấu trúc, hỏi xem là bạn nào, bạn của mình có món đồ chơi nào đó hay không, và hỏi xem là một người nào đó có món đồ chơi nào hay không. Các bạn chúng ta sẽ cùng nhau mở vở và sẽ ghi bài thật là đầy đủ ở vở để chúng ta sẽ nắm chắc kiến thức phần này nhé. Video bài giảng của cô hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và cô xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bài giảng tiếp theo. Và chúng ta sẽ cùng nhau học tập thật chăm chỉ để đạt kết quả thật cao nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của cô. Goodbye.